Đây là ngày thứ ba mình ở Úc và bây giờ đang là 11 giờ buổi trưa, nhưng mà nó có 9 độ thôi. Thì bây giờ đó là mình đang tập đi bộ để về nhà. Phong cảnh ở đây khá là đẹp, mà thời tiết thì quá là lạnh. Đây là đường đi ở trên cầu từ Kamahapa đi về.